Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. 19 tổ chức phi chính phủ kêu gọi phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển. Tin từ New York, 19 tổ chức phi chính phủ quốc tế và quốc nội đã ký một thư chung đến Liên minh Âu Châu để kêu gọi liên minh này gây sức ép buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển. Ông Nguyễn Bắc Truyển, nhà hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo, hiện đang thụ án 11 năm sau khi bị kết tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ông bị bắt vào ngày 30 tháng 7, 2017 vì tham gia vận động cho việc thành lập Hội Anh Em Dân Chủ. Trong thư gửi cho bà Phó Chủ tịch Liên minh Âu Châu Mogherini, Ủy viên Thương mại Cecilia Malmström và Phó Chủ tịch EC Frans Timmermans, 19 tổ chức này bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ và xét xử ông Truyển và yêu cầu các viên chức của Liên minh Âu Châu thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ông được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Truyển, một chuyên gia pháp lý từng tham gia vào quá trình bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam. Do các hoạt động nhân quyền của ông, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn sách nhiễu ông và vợ là Bùi Thị Kim Phượng, đuổi khỏi nơi cư trú và bị hành hung trong nhiều năm. Bà Phượng còn bị cấm xuất cảnh đi Âu Châu. Các tổ chức cũng đề nghị Liên minh Âu Châu kêu gọi Việt Nam hãy chấm dứt bạo lực và trả thù nhằm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và thể hiện cam kết cải thiện hồ sơ về nhân quyền của mình. Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, Ân xá quốc tế quan sát nhân quyền, Frontline Defense và 14 tổ chức khác đã ký tên vào thỉnh nguyện thư. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.